Ê, xin chào mọi người, mình là Kevin Bùi. Hiện tại các bạn đang xem series mới tại kênh Small Gym. Và kênh series mới lần này sẽ tập trung để giải cứu mình là Kevin Bùi khỏi cái sự gầy gò ốm yếu này. Và phần đầu tiên của một series mới, chúng ta sẽ check bản thân này, xoay đồ bản thân. Và hiện tại thì mình đang là 77 cân. Và đứng sau của mình đây là chú Huy, người sẽ giải cứu mình khỏi sự gầy gò và bé nhỏ này. Thì đầu tiên, trong các series trước thì chúng ta có chú Huy với nhiều năm kinh nghiệm tập luyện. Thế nên thì các bạn có thể thấy là có thể đổ lỗi cho là thằng này nó già, nó nhiều kinh nghiệm, hoặc là cơ thể nó quen sẵn rồi thì như chúng ta đi lấy lại thì đã mất. Đấy. Hoặc là trường hợp của Giang thì là siêu cấp con vật khổng lồ, gen tốt. Đấy. Thì cũng chưa thể hiện được có nhiều các cái kỹ năng kỹ thuật hay là kiến thức gì cả. Thì ở đây chúng ta có một tạng hack trainer thực sự. Người tập mãi không to. Thì lần này chúng ta sẽ áp dụng mọi thứ có thể ở Small Food, Small Dream và tất cả những cái gì mà chúng ta có ở ốp và như này, ngoại trừ Roy ra. Để xem là năm sau có thể cho thanh niên tham gia liên đoàn và thi đấu ở cái hạng mục của trên 1m8 được không? Có thể nhé, chứ không phải là chắc chắn 100%. Có thể được không? Có thể. Khi mà đến cái thời điểm đấy mà chúng ta đánh giá là ổn, có thể tranh chấp được chưa, thì chúng ta bắt đầu. Đúng rồi. Còn giờ thì let's go. Chúng ta sẽ show hàng một tí. Đây là body của Kevin hiện tại, nãy vừa đơn cân đo thành tầm 77 kg đúng không? Đừng phải lách. Đây. Cái này thì ngại biết là rõ, cái này thì không sửa được. Mình sẽ cố gắng làm sao cho nó dày hết có thể lên để có thể ăn gian được các cái phần sai, ví dụ như là phông của liên đoàn. Mặt nghiêng, thấy chưa? Xoay cái phần lưng cho thật nào. Đây là vừa năng phông roller chứ không phải bị ghẻ đâu. Thì các bạn có thể thấy ở đây này, một là phần thịt sống của bên trái là cái vi dựng thẳng hơn, dày hơn. Thứ hai là phần một bên lưng của bên phải này rộng hơn so với bên trái. Cái này thì các bạn sẽ hình dung được ra là do cái xương mỏng vai của bên phải có xu hướng xoay ra, trong khi phải xu hướng bên phải chúng ta phải đánh giá từ các nhóm cơ lát là cơ thỏa lớn phần bé ở bên trái xem có căng mỏi không. Thường thì chúng ta ai cũng sẽ cái bên tay mà nó không thuận thì một bên lưng chúng ta cũng sẽ bị đóng hơn do cái lực của cánh tay nó kẹp vào. Trong các cái bài kéo thì bắt buộc phần lưng chúng ta phải tác động nhiều hơn, thì đấy là một số những cái bằng cơ bản. Còn về phần dựng sống này thì do chắc là do chấn thương cuộc sống từ khi mà còn ở bên Mỹ, thì là người ta cũng phải tập cân bằng lại. Đây là một cái kiểu mà co lại để bảo vệ các cái chấn thương đang có, thì chúng ta sẽ một là phải tập giãn ra, hai là cũng sẽ phải tập khỏe lên cho các phần dựng sống để nó nhả bớt ra. Rồi, let's go. Cứ thế nhảy vào luôn. Đi chế. Kệ tao. Tao mới mua được cái đèn hoàng hôn đấy. Chiến lắm. Được, thế hôm nào kiểu quay interview chiếu vào tường. Vẫn ở trên tầng ấy, đèn hoàng hôn thiết kế. Chú này lấy ổ điện của anh, hay là anh vừa đặt một cái ổ điện 6 cổng. À, thì xin lấy ấy. Vãi đi. Xin lấy. Chú Huy vừa giải cứu. Giải cứu cần cả chú Huy thôi chứ không. Chú Huy không cần nhiều, nhốt lại chú Huy ăn. Để cho chú Huy ăn lên. Hôm nay chú Huy heo thì rồi, hôm nay chú Huy còn bị sáng nay còn cardio rồi. Thế này thì chết, theo nó theo được mình. Bá quá. Muốn hết đàng bánh. Đằng. Mình muốn thu một loại. Ok, quên rồi. Chỉ nhận là thần tài đến luôn đấy. Bà thần tài đến luôn ạ. Thanh niên ăn SF cuối cùng là
một ngày ăn một bữa ăn khoảng 3.000 calo mà người ta ăn hết cả ngày. Điều cái hôm đấy ăn đến 2 giờ sáng, Phương Anh ăn bánh không ngất, mình ngủ đấy luôn, mình vẫn ngồi thích ngồi ăn đi. Mấy cái bánh đấy là kiểu mấy cái kem đấy là kem hoa quả ấy. Kem ngán. Ăn bánh mặn thì chắc là chết rồi đấy. Đẻ này bớt béo rồi đấy. Chú ý, đang hiện tại đang 87 cân. Anh em tôi hẹn nhau ở 85. Hơi lạ các bạn ạ. Tao vẫn còn một khúc đẳng cấp. Thank you.
Chuyển sinh nữa. Đam mê tập thi Thank you.
Thank you.
Đây là kết thúc buổi tập bút đầu tiên trong series giải cứu Kevin Bùi. Và với các bạn có nhu cầu đăng ký tập luyện online cũng như là đăng ký mua sách chỉ dẫn cơ bắp hay là 13 tuần giảm mỡ thì các bạn có thể liên hệ cho mình tại fanpage Small Gym, Instagram của mình là small.gym hay là Facebook cá nhân của mình nhé. Mọi chi tiết thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả. Còn giờ thì đây là Kevin Bùi và bye bye. Mình giới thiệu gì không? Thôi xong rồi. Tôi đã bye bye rồi còn giới thiệu thì không.